Ngọc Mai xin chào các bạn, hãy cùng với Ngọc Mai đến với các tin tức giải trí hot nhất của ngày hôm nay nhé. Cao Thái Sơn, hành trình từ sao hạng A đến loạt scandal. Nhắc đến Cao Thái Sơn, người hâm mộ thường biết đến anh là một ca sĩ có ngoại hình điển trai, giọng ca truyền cảm với loạt hit đình đám Con đường mưa, Pha lê tím, Cầu vồng sau mưa. Ở thời kỳ đỉnh cao, Cao Thái Sơn là gương mặt được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, sau khi dính tới loạt scandal, hình ảnh của nam ca sĩ đã mất dần đi thiện cảm. Đầu tiên phải kể đến sự cố hát nhép trong chương trình Quà tặng tình yêu dẫn đến bị hủy diễn trong đêm gala Sao Mai điểm hẹn năm 2012. Nghi án đạo nhái trong MV Người ở lại vì có nhiều điểm tương đồng với ca khúc Come Back to Me 2 của ca sĩ K-pop Seven. Cao Thái Sơn cũng từng bị một người đàn ông lạ mặt có tên Adam Nguyễn có đồng tính và lừa tiền. Gần đây nhất là cuộc khẩu chiến giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee. Sau những màn bóc phốt đời tư, Nathan Lee đã vung tiền mua độc quyền loạt hit của nam ca sĩ, khiến anh trở thành tiền lệ đầu tiên trong Vbiz mất toàn quyền sử dụng và trình diễn các hit của mình. Drama mua bán ca khúc của Nathan Lee đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Trong khi Nguyễn Văn Trung khắc việc lên tiếng ủng hộ, thì Nguyễn Hồng Thuận lại có những quan điểm khác trái ngược, khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc khẩu chiến giữa hai nghệ sĩ chưa có hồi kết, nhưng một điều rõ ràng là Cao Thái Sơn sẽ khó có thể lấy lại được hình ảnh như xưa trong lòng người hâm mộ. Trước Trương Mỹ Nhân, người từng bị truy sát vì gánh nợ cho mẹ là ai? Vừa qua thì câu chuyện gây bão mạng xã hội chính là Trương Mỹ Nhân, người đẹp xuất thân từ The Face Việt Nam, tố mẹ ruột sa đà cờ bạc, khiến cho cô phải cong lưng trả nợ suốt 10 năm. Theo đó, nữ diễn viên cũng hé lộ cuộc sống khó khăn, không hề giàu có nhưng vẫn phải gồng gánh món nợ khổng lồ vì không muốn mang danh bất hiếu. Cho đến thời điểm hiện tại thì người đẹp đã không còn đủ sức gánh vác và tuyên bố sẽ không trả nợ giúp mẹ nữa. Cô công khai đăng đàn cầu xin các chủ nợ dâng việc cho mẹ của vay tiền. Người đẹp gây sốc khi tuyên bố coi mẹ như đã mất vì cảm thấy không được tôn trọng. Cuối tâm thư, Mỹ Nhân nhắn gửi: "Oan có đầu, nợ có chủ, tôi và gia đình tôi không có liên quan." Trước đó thì Đông Hùng, top 3 Việt Nam Idol 2014 cũng gặp tình trạng tương tự. Đặng nề hơn, nam ca sĩ còn bị giang hồ truy sát và tấn công trọng thương đến mức nhập viện. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Quảng cáo mỹ phẩm tắm trắng, bà xã Bùi Tiến Dũng mắc mẻ test kem. Sở hữu Facebook có hơn 187.000 người theo dõi, cùng danh nghĩa vợ cầu thủ nổi tiếng, Nguyễn Khánh Linh rất biết tận dụng tên tuổi để quảng cáo và bán hàng online. Theo đó, cô kinh doanh rất nhiều mặt hàng, từ đồ ăn, nước uống đến sản phẩm làm đẹp. Mới đây, bà xã Bùi Tiến Dũng hào hứng giới thiệu chị em một set mỹ phẩm vừa tẩy da chết lại có công dụng làm trắng. Điều đáng chú ý là không chỉ nói suông, Khánh Linh còn trực tiếp test kem để chứng minh hàng chuẩn. Đính kèm bài viết là hình ảnh bà xã trung vệ tuyển Việt Nam trong tình trạng diện đồ mát mẻ, khoe làn da mịn màng. Ngay dưới bài viết, Bùi Tiến Dũng cũng có hành động ủng hộ vợ và tha thiết nhờ tư vấn. Cho em này cả liệu trình nào giảm trắng đi được không? Đáp lại, Khánh Linh tuyên bố, riêng em này free hết đời luôn. Trước đó, cô nàng cũng từng khoe doanh thu bán hàng online cực khủng của mình với hơn 8 triệu 6 trong vòng nửa ngày. Không chỉ vậy, Khánh Linh còn tiết lộ chuẩn bị khai trương thêm cửa hàng mới. Ốc Thanh Vân thực hiện lời hứa với cố nghệ sĩ Mai Phương. Các bạn thân mến, sau hơn một năm, diễn viên Mai Phương rời xa cõi trần. Người chị tri kỷ Ốc Thanh Vân luôn tận tình chăm sóc cho con của cố nghệ sĩ. Đó là bé Lavi, giữ đúng lời hứa khi xưa. Trên trang cá nhân thì Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh bé Lavi và gia đình đi tiêm phòng. Cô viết rằng đưa anh Trí Rùa và các em đi chích ngừa. Lavi thủy đậu não mô cầu. Khoảnh khắc này mau chóng thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Phía dưới bình luận thì cư dân mạng cũng đã nhanh chóng để lại rất nhiều lời động viên yêu thương đến với bé Lavi. Được biết hiện tại bé Lavi đang được hai người bảo mẫu thân thiết nuôi dưỡng trong lúc chờ Phùng Ngọc Huy hoàn tất thủ tục đưa con sang nước ngoài. Hy vọng cho cha con nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy sẽ nhanh chóng gặp lại nhau cũng như bé Lavi sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi ở cùng với cha mình. Bộ phim Quả Phụ Đen sẽ chính thức ra rạp trong vài ngày. Đây là dự án điện ảnh được fan Marvel mong chờ nhất năm 2021. Thế nhưng người hâm mộ lại cảm thấy hoang mang khi phát hiện Iron Man Robert Downey Jr. bỗng bỏ theo dõi toàn bộ dàn sao Marvel. Cụ thể trên Instagram, Robert Downey đã unfollow tất cả bạn diễn từng đóng chung và chỉ để lại 43 người, trong đó không có ai là diễn viên. Anh đã xóa cả Tom Holland, Chris Evans và cả những sao Marvel khác khỏi danh sách. Là một trong những diễn viên đời đầu thì Robert Downey đã gắn bó cùng dàn sao siêu anh hùng hơn 10 năm nay. Vì vậy, động thái của nam tài tử đã khiến cho người hâm mộ lo sợ rằng kỷ nguyên siêu anh hùng đang đi đến hồi kết. Thậm chí công chúng còn hoài nghi anh có xích mích với các ngôi sao trong Marvel. Tuy nhiên thì một số người lại cho rằng Robert muốn tập trung cho công việc kinh doanh và tổ chức môi trường của anh. Bằng chứng là trên Twitter, nam diễn viên vẫn theo dõi những người bạn này. Hiện những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng và hành động của nam diễn viên vẫn đang được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Kim Kardashian tìm bạn trai mới qua ứng dụng hẹn hò. Theo tạp chí In Touch Weekly, Kim Kardashian đang tìm kiếm mối quan hệ mới thông qua ứng dụng hẹn hò sau ly hôn Kanye West, và nhiều người trong gia đình cô cũng đều biết chuyện này. Nguồn tin này nói các chị em và bạn thân đã cùng Kim xem qua những ứng dụng hẹn hò và biết được ai đã quan tâm Kim. Có nhiều người đàn ông, hầu hết là vận động viên, đã chủ động liên hệ với Kim qua app.
Cụ thể, Kim Kardashian được cho rằng đang tìm hiểu về các đối tượng này để hẹn hò. Được biết, thì ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ cho rằng đây là cả quá trình tìm hiểu, vì thế cô sẽ không vội vàng chọn bừa một người nào để hẹn hò. Cũng theo nguồn tin trên tiết lộ, Kim Kardashian nói nếu tìm được ai thực sự cho cô ấy cảm giác được gắn kết, Kim sẽ đi theo người đó. Trước đó, Kim cũng từng vướng tin đồn hẹn hò tay trống Travis Barker sau hậu ly hôn với Kanye West, song cô đã lên tiếng phủ nhận. Sau nhí một thời của phim kinh dị IT công khai giới tính ở tuổi 18. Các bạn thân mến, Jack Dylan Grazer là nam diễn viên được biết đến với vai Eddie Casprat, một cậu bé gầy gò yếu ớt trong siêu phẩm kinh dị IT. Vai diễn này đã đưa tên tuổi của cậu thiếu niên 14 tuổi trở nên nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu mến. Mới đây, trong khi Jack Dylan livestream trên Instagram để giao lưu với người hâm mộ, một fan đã bất ngờ đặt câu hỏi: bạn có phải là người đồng tính không? Với câu hỏi nhạy cảm này, nam diễn viên trẻ 18 tuổi chỉ mỉm cười và thừa nhận mình là bisexual. Trước đó, nhiều khán giả cũng cho rằng Jack là người đồng tính khi anh lồng tiếng cho bộ phim Luca, được cho là có cốt truyện về cộng đồng LGBTQ+, từng được gọi là phiên bản hoạt hình của bộ phim Call Me By Your Name đình đám. Tuy nhiên, ngôi sao người Mỹ không lên tiếng xác nhận xu hướng giới tính của anh và cho đến tận bây giờ mới come out. Alison Mark, nữ diễn viên gốc Đức, sẽ bước sang tuổi 39 vào cuối tháng này. Ở thị trường quốc tế, đây là độ tuổi lý tưởng cho những vai nặng ký và tạo nên bước ngoặt dẫn lối thành công. Tuy nhiên, với Alison, cánh cửa vinh quang đã khép lại. Tội ác và nhục dục đã che mờ lý trí và khiến cho cô phải đối diện với cảnh tù tội, khó còn con đường quay trở lại. Theo đó, cô sẽ chấp hành bản án 3 năm tù, nộp phạt 20.000 đô la Mỹ và thực hiện 1.000 giờ lao động công ích cho tội buôn bán nô lệ tình dục liên quan đến tổ chức NXIVM. Ban đầu thì Alison được biết là chuyên gia chiêu mộ các cô gái trẻ, từng dụ dỗ cả những ngôi sao nổi tiếng như là Emma Watson và Kelly Clarkson vào NXIVM. Nhưng trên thực tế, Alison là phó tướng của giáo phái, quyền lực dưới một người nhưng trên nhiều người. Vì dụ dỗ được nhiều cô gái trẻ đẹp nên Alison rất được ưu ái. Đó cũng chính là lý do vì sao Alison có tên gọi là Tú Ba. Được biết, nữ diễn viên sẽ thi hành án tù vào đầu tháng 9 năm nay. Hai huấn luyện viên The Voice Mỹ chính thức kết hôn ở tuổi U50. Sau 5 năm yêu nhau, hai huấn luyện viên The Voice Mỹ là Gwen Stefani và Blake Shelton đã tuyên bố đính hôn vào tháng 10 năm 2020. Trước đó thì cả hai bắt đầu hẹn hò khi ghi hình chương trình The Voice của Mỹ. Thời điểm đó thì Blake và Stefani vừa đồng loạt bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy viên mãn của mình. Vì vậy thì họ đã quyết định đến với nhau trong sự đồng cảm của hai trái tim đang vô cùng tổn thương. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên lễ cưới đã bị dời lại từ tháng 10 năm ngoái. Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, hôn lễ của cả hai đã được tổ chức ấm cúng tại nhà riêng. Xin chúc mừng cặp đôi vàng mới sau nhiều năm đồng hành bên nhau đã chính thức về chung một nhà nhé! Lee Kwang Soo xuống sắc hậu rời Running Man. Vậy là sau 11 năm gắn bó thì Lee Kwang Soo đã chính thức rời khỏi chương trình truyền hình thực tế hot nhất xứ sở kim chi, Running Man. Điều này đã khiến cho fan hâm mộ không khỏi là tiếc nuối. Mới đây, xuất hiện trong sự kiện họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Shin Kon tại Seoul lại có mặt của Lee Kwang Soo, người thủ vai chính của bộ phim đã thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Đây cũng là sự kiện đầu tiên mà anh tham gia sau khi rời khỏi Running Man. Xuất hiện trong diện mạo mới, Lee Kwang Soo gây sốc bởi khuôn mặt có phần hốc hác, đặc biệt với bộ râu lởm chởm đã khiến cho anh trông xuống sắc hơn hẳn. Tuy nhiên thì ngay lập tức netizen nhận ra có lẽ đây chính là tạo hình của nam diễn viên trong bộ phim có nội dung thảm họa, sinh tồn mà thôi. Và rồi, anh Hu sẽ sớm quay trở lại với diện mạo vốn có sau khi quá trình quảng bá phim kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ngọc Mai hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin giải trí sau nha. Xin chào!